MG xin mến chào quý cô bác và anh chị. Em xin mến chúc cho quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì MG đang có mặt trên đường Phan Đình Phùng, ngay chỗ chợ Phú Nhuận đây. Thì đây cũng là một cái ngôi chợ lớn tại khu vực này. Nhưng mà quận Phú Nhuận đây, không biết là tình hình hiện tại như thế nào. Thì bây giờ thì MG sẽ mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng em ha đi vào trong tham quan cái ngôi chợ này. Ngôi chợ này đây thì hiện tại thì trước chợ thì thấy khá là vắng rồi. Ở đây hai bên đường đây, anh em nhìn này. Đường thì buôn bán cũng rất là chậm. Thì bây giờ thì MG sẽ mời gia đình chúng ta vào bên trong ha. Bên trong đi một vòng bên xung quanh chợ xem thì ngôi chợ này hiện tại thì như thế nào. Nhưng mà bán ở đây thì nghĩ thấy là quá trời luôn. Giờ này một cái sạp thịt khủng khiếp luôn. Đây, rất là lớn ha. Đó thì cả nhà mình thấy đó, thì bây giờ thì khách thì gần như là cũng khá là chậm, le hoe thôi. Đó thì một sạp thịt như thế này thì ghi biết bây giờ này thì cũng 9:30 rồi, 9:40 rồi. Mà không biết là cứ gì kéo dài như vậy thì đây tới chiều không biết làm sao mà bán cho hết được. Đó thì cả nhà mình thấy xung quanh chợ đây. Xung quanh chợ thì thấy khá là quắn rồi. Đó thì ở trong chợ thì càng vắng hơn nữa. Thì mình sẽ đi một vòng luôn xem tình hình buôn bán ở đây như thế nào. Thì ở đây người ta cũng che những cái bảng là không nhìn thấy được vào bên trong chợ ha. Thì để sẽ chạy xích lên. Đó thì khu vực chợ mà gia đình chúng ta thấy gần như là bây giờ buôn bán rất là chậm. Đây, hàng quá thì le hoe như thế này. Đó thì đây là cái cảnh trong nhà lòng chợ đó cả nhà mình. Cực kỳ vắng và tối luôn ha. Rất là vắng và tối. Mình nhìn vô chợ thì không thấy một cái khách nào hết. Đó coi như là người ta chỉ chạy xe vòng vòng ở ngoài thôi, người ta không có vô trong. Kể cả ở ngoài thì nhìn thấy là chợ cũng rất là quắn rồi. Một cái ngôi chợ nổi tiếng như thế này đây, nhưng mà hiện tại đây mình nhìn vào chợ thì vắng vẻ vô cùng luôn. Tình hình kinh doanh bây giờ thì gần như là cực kỳ ảm đạm luôn. Không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại thì như thế này thì cái bài toán này rõ ràng là tính không ra. Một cái sạp mà tiền tỷ rồi mình đầu tư vào đó hàng quá đồ mọi cái rất là nhiều nữa, nhưng mà bây giờ thì vắng như thế này đây thì cũng không hiểu là người ta sẽ kinh doanh như thế nào và lời lỗ như thế nào luôn. Đây mình nhìn vào chợ thì cực kỳ vắng luôn ha. Rất là vắng. Đó thì thời trang rồi cây trái cây rồi đấy, rau rồi thì chất đóng hết này cả nhà, mà không thấy ai mua ha. Bán bây giờ rất là chậm luôn. Đó thì tình hình kinh doanh thì mỗi một lúc thì mỗi một khó khăn hơn, cho nên là cả nhà mình nhìn thấy đó, gần như là bây giờ thì người ta đi chợ thì người ta mua cũng rất là ít. Hàng quá rồi, trong là trong chợ mình nhìn không thấy người luôn, mà rất là ít, không có thấy khách luôn. Đó thì tình hình của này thì buôn bán chắc chắn một điều rồi, sẽ lỗ, mà lỗ nặng lỗ dài luôn. Cả nhà mình nhìn vào chợ đây, nhìn vào xung quanh chợ đây, cả nhà mình thấy là gần như là không có người ở trong luôn ha. Kiểu này thì không biết sao mà buôn bán được nữa. Cho nên là quá gọi là quá buồn cho một cái hiện tượng mà kinh doanh gọi là làm giàu một thời đấy, nhưng mà bây giờ thì gần như là bó tay rồi đó. Thì một cái ngôi chợ mà bốn mặt như thế này, thông thoáng như thế này đây, mà bây giờ là nhìn thấy là không ai buôn bán gì được hết. Đó, ở trong thì gia đình mình thấy là các cô ở trong ngồi là buồn hiu luôn, không buôn bán, không kinh doanh được. Cho nên là bây giờ hàng quá thì cũng không lấy nhiều nữa, mà tới trưa rồi mà thấy gỗ nào gỗ nấy nó cũng còn đầy dung hết, bán rất là khó khăn. Đây kia sẽ đi vòng qua hết cái chợ luôn, để quý cô bác anh chị và các bạn chúng ta nhìn như thế nào, nhìn kỹ khu vực đây ha. Bây giờ thì vắng quá trời vắng rồi, rừng như luôn nè, cả nhà mình nhìn thấy nè, nhìn vào toàn cảnh chợ luôn, vắng như thế này đây. Dạ không, vắng quá. Cái này bán được không chị? Sao thấy chợ vắng quá vậy? Vắng lắm hả chị? Cô bán gì là đủ nuôi ổng không? Vậy là làm đi đủ nuôi mình thôi. Dạ, cảm ơn chị.
đó thì cả nhà mình thấy đó, tình hình kinh doanh thì đến một cái giai đoạn này, cuối năm 2023 rồi thì nó ế mà ế thê thảm như thế này. Một cái chợ mà nó vắng vẻ và thua chợ quê nữa. Nhiều khi mình đến một cái chợ xã đó, ở quê đang có phường nhưng mà xã luôn, thì nó còn xôm tụ hơn đây rất là nhiều. Một cái tình hình kinh doanh phải nói là quá ảm đạm và quá khó khăn thời buổi này đây. Và bây giờ thì để xin việc làm rồi điều đó rất là khó, cho nên là bây giờ là phải cầm cự như thế này, bán được ngày nào hay ngày đó. Đó, thịt rồi cả nhà mình thấy rồi, bây giờ thì còn nguyên hết, rất là chậm luôn ha. Kinh doanh bây giờ thì gần như là thua rồi, buôn bán những cái quầy cá biển thì cũng quá trời luôn. Ngoài đây thì giờ thấy bán thì cũng không được, cũng để còn y nguyên như thế này. Cho nên là không biết bà con giờ phải sống như thế nào nữa. Kinh doanh thì quá chậm, buôn bán thì gần như là phải chịu hết như thế này đây. Đây, đây thì có cái sạp rau đồ đây đây, nhưng mà hiện tại cũng rất là vắng ha, rất là vắng luôn. Dạ không. Đó thì mình thấy rồi đó. Gần như là xung quanh chợ đây, bây giờ là làm ăn kinh tế bây giờ thì quá khó khăn rồi. Đó, không được gì hết. Đây, đây khi cố tình đi đây nè, để gia đình chúng ta nhìn lại phía trong chợ ha. Phía trong chợ thì nó vắng như thế này đây, và tối om như thế này đây. Đó là coi như là không có làm ăn được gì hết. Tiền vốn ra bây giờ là, hồi xưa là chủ sạp là giàu cỡ nào, rồi bây giờ là chủ sạp là bây giờ là khóc không, khóc gồng không, không kinh doanh buôn bán gì được hết. Đó, ngày xưa mà có được cái sạp là nuôi được cả gia đình luôn, thậm chí là làm giàu, sắm nhà, sắm cửa luôn. Còn bây giờ thì nhiều khi ôm mấy cái sạp thì ôm nhiều, lỗ nhiều thôi. Đó, cả nhà mình nhìn thấy gần như là không có buôn bán gì được, ở trong là tối ôm luôn. Các cô mà dạ được rồi, cảm ơn. Các cô ngồi trong là buồn hiu luôn. Cô là ngồi trong là buồn hiu luôn, không buôn bán kinh doanh gì được hết. Đó, kể cả những cái sạp đây thì đóng cửa la liền sạp đây, còn ở trên lầu là đóng cửa gần hết rồi. Cách đây khoảng tháng thì có đi lên quay review trên lầu thì đóng cửa bỏ sạp hết, tại vì không có khách. Bây giờ có mở tối ngày thì cũng không có khách, cho nên là đi một vòng để gia đình chúng ta cảm nhận được là tình hình hiện tại kinh doanh buôn bán tại các chợ bây giờ thì khó khăn như thế nào, eo xèo như thế nào. Đó thì những cái nơi mà gọi là kiếm tiền, những cái nơi mà nhộn nhịp như thế này mà bây giờ thì cũng không kiếm ra tiền, rất là khổ luôn. Đó thì nói chi là bây giờ những ngành nghề khác, những cái nhu yếu phẩm hàng ngày mà bán còn không xong nữa thì những ngành nghề khác thì làm sao mà bán được. Đó thì đi ra ngoài đường để gia đình chúng ta thấy nè, kể cả ngoài đường cũng vậy nữa, bây giờ là vắng lặng như thế này đây, những cái mặt bằng bây giờ là trơ trọi hết trơn rồi. Ngày xưa thì sầm uất những cái mặt bằng này nè, gia đình chúng ta thấy hai bên đường bảng hiệu là không chống cái nào hết, bất cứ căn nhà nào cũng có bảng hiệu hết. Thì tình hình kinh doanh ngày trước đây rất là gọi là sầm uất luôn, nhưng mà bây giờ thì thua rồi. Bây giờ thì kinh tế suy thoái, tiền thì bị bốc hơi, do nhất là cái ngành bất động sản thì bây giờ tài sản bị bốc hơi rất là nhiều. Mà gia đình chúng ta thấy bất động sản là một cái gì đó, một cái giá trị rất là lớn. Một cái ngôi nhà, một miếng đất thì tính tiền tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, mà giá trị bất động sản nó bốc hơi 20%, 30% thì cái lượng tiền nó mất cỡ nào. Và chưa nói đến là cái đòn bẩy ngân hàng để kinh doanh nữa. Thì tất cả nhà đầu tư kinh doanh thì ai cũng sử dụng đòn bẩy ngân hàng hết. Mà khi bốc hơi như vậy, kinh tế khó khăn như vậy nữa thì nó sẽ dẫn theo một cái hệ lụy là vừa bị bốc hơi tài sản mấy chục phần trăm, rồi vừa bị lãi suất ngân hàng siết nữa. Cho nên là nhiều cái nó dẫn đến mà làm cho nền kinh tế chúng ta hiện tại bây giờ thì gọi là te tua tơi tả như thế này đây. Đó thì những cái mặt bằng như thế này thì giờ bỏ trống, không có kinh doanh, không làm ăn gì được hết. Rồi thử hỏi bây giờ thì Tết đến nơi rồi, chuẩn bị Tết rồi thì làm sao đây, kinh doanh buôn bán sao đây. Cho nên là rất là căng luôn. Phải nói là bây giờ thì để có một cái kinh doanh buôn bán thì bây giờ gần như là phải chịu trận hết. Chỗ này thì ăn Tết là một cái Tết buồn,
và hiện tại thì cuộc sống rất là khó khăn, đặc biệt là những anh chị em mà đang thuê trọ đâu đó, mỗi tháng mà tới tiền nhà trọ nè, điện nước nè, rồi tiền học hành của con cái, rồi tiền gửi về quê cho ba mẹ nữa, cho nên là gánh nặng rất là nặng luôn đó. Thì hy vọng là nền kinh tế sẽ mau sớm khôi phục và tình hình sẽ khá ổn định hơn, chứ bây giờ thì nhìn cảnh này thì buồn quá, gọi là đứt ruột quá cả nhà. Mình thấy đây, hải sản bây giờ rồi là dán bảng nhà cho thuê hết trơn rồi, quán ăn nè, bít phê bò 159k lẩu và nướng luôn, bít phê bò mà 159k thôi mà bây giờ cũng phải đóng cửa phá sản, gia đình chúng ta thấy là không kinh doanh được, mặc dù rất là rẻ, rất là ngon như thế mà cũng thua. Thì clip của Ri đến đây cũng xin tạm dừng. Ri xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.